bác sĩ nghỉ việc ở các bệnh viện công để chuyển sang các cơ sở y tế tư nhân làm việc. Câu chuyện này bây giờ không còn là hiếm gặp nữa, thậm chí đang diễn ra ở ngay cả các bệnh viện lớn của nước ta. Trong khi thì y tế công lập vẫn luôn là xương sống trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân. Vâng, và chính vì vậy mà việc các bác sĩ từ bệnh viện công dịch chuyển sang cơ sở y tế tư nhân sẽ tạo áp lực không nhỏ. Bộ Y tế cho biết trong vòng 3 năm qua, tại tỉnh Đồng Nai đã có hơn 270 bác sĩ xin nghỉ việc, chuyển sang làm việc cho các bệnh viện tư. Hơn 100 viên chức tại các bệnh viện công lập của tỉnh Cà Mau đã xin nghỉ việc, trong đó có 97 bác sĩ. Còn tại tỉnh Kiên Giang, gần 80 người có trình độ từ đại học trở lên đã xin ra khỏi hệ thống y tế công lập hoặc là rời địa phương. Nhiều bác sĩ còn chấp nhận bồi thường kinh phí nhà nước hỗ trợ trước đó để xin nghỉ việc. Đáng ngại hơn là trong số này có cả lãnh đạo, phụ trách các khoa phòng tại các bệnh viện. Bác sĩ có nhiều năm công tác và rất nhiều bác sĩ trẻ. Và đặc biệt là năm 2018, riêng tại Trung tâm Y tế 115 thành phố Hồ Chí Minh, cùng một lúc có 23 cán bộ nhân viên y tế xin nghỉ việc. Có thể thấy là tình trạng các bác sĩ nghỉ việc ở bệnh viện công chuyển sang các cơ sở y tế tư nhân làm việc diễn ra ở nhiều địa phương. Và đâu là nguyên nhân của tình trạng này? Do thu nhập, áp lực công việc hay là môi trường làm việc? Phóng viên của chúng tôi đã gặp gỡ một số bác sĩ vừa rời bệnh viện công lập để tìm hiểu. Bác sĩ Lê Hoàng Phương là một trong 5 người vừa rời Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Thu nhập không phải là lý do duy nhất cho sự rời đi này. Bởi phần lớn các bác sĩ rời bệnh viện công sang bệnh viện tư đều là các bác sĩ có thâm niên, đang có phòng mạch hoặc tham gia phòng mạch bên ngoài. Mình muốn chuyển ra một môi trường tư để mình có cái thời gian hơn cho một số công việc cá nhân là chính thôi. Chứ còn thật sự bên Bệnh viện Nhi là cái nơi mà làm việc rất là tốt. Tốt cũng là khẳng định của nhiều bác sĩ từng làm việc ở bệnh viện công. Ngoài cơ hội được tham gia các chương trình đào tạo chất lượng cao, cái được lớn nhất là cơ hội được tiếp cận với các ca bệnh nặng để nâng cao tay nghề. Đổi lại, quỹ thời gian làm việc của các bác sĩ tại các bệnh viện công bao giờ cũng nhiều hơn so với bệnh viện tư, chưa kể áp lực về số lượng khám chữa bệnh. Tôi làm bệnh viện công lập trên 10 năm. Vì tôi thấy là tôi làm công lập nhiều năm quá, tôi muốn thay đổi cái môi trường làm việc thôi. Các bệnh viện ngoài công lập không có bỏ cái chi phí đào tạo bác sĩ. Họ chỉ cần thu hút bằng mức lương cao là bác sĩ họ tự trải qua. Trong khi hệ thống công lập phải bỏ tiền ra đào tạo bác sĩ. Trung bình mỗi năm tại Đồng Nai có khoảng 100 bác sĩ rời bệnh viện công sang bệnh viện tư. Chỉ riêng trong 2 tháng đầu năm thì đã có 18 bác sĩ là lãnh đạo các khoa phòng, bác sĩ có thâm niên công tác đã xin nghỉ việc. Lương của nhân viên y tế hiện nay đang gần như là thấp nhất trong các ngạch lương của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trong khi đó thì các nhân viên y tế luôn phải chịu những áp lực, những trách nhiệm rất lớn với tính mạng của từng người bệnh. Chính vì thế, nếu ra cơ sở y tế tư nhân để làm việc thì sẽ dễ thở hơn, bởi vì bớt phải cạnh tranh về mặt chuyên môn, còn thu nhập thì được đảm bảo. Đại đa số thì là khối y tế công lập thì thu nhập của anh em bác sĩ là thấp hơn so với y tế ngoài công lập. Ở một số tỉnh và tuyến huyện thì cái cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế thì thật ra chưa đáp ứng được. Không chỉ bề ngoài thật bắt mắt, bên trong còn chưa đáp ứng được so với lại những các cái yêu cầu và mong muốn của các bác sĩ mà người ta đã đi học về. Những bệnh viện tư nhân mà cần bác sĩ giỏi thì họ sẵn sàng trả những mức thù lao hết sức là gây sốc để cho các bác sĩ phải suy nghĩ mà phải rứt áo ra đi. Trong môi trường nhà nước thì khá kèn cựa nhau. Đây chính là một cái yếu tố xấu để cho những người mà họ không có cái tính hãnh tiến, là tính cạnh tranh thì họ sẵn sàng ra đi thì môi trường yên bình hơn. Tạo ra một cái cơ chế là gì? Những người quản lý ở đơn vị đấy làm thế nào để tạo điều kiện làm việc để mà giữ chân những cái người mà có năng lực để lại người ta làm việc. Có xu hướng các bệnh viện ngày càng tự chủ nhiều hơn và chúng ta sẽ xóa bỏ các cái biên chế ở bệnh viện công lập. Và chúng ta sẽ không chi trực tiếp cho các bệnh viện nữa mà thi gián tiếp qua bảo hiểm. Và như vậy thì vô hình chung chúng ta giảm rất nhiều biên chế ở các bệnh viện mà được tự chủ. Và chúng ta giảm được cái chi phí thường xuyên phải bao cấp cho bệnh viện đó. Và chúng ta hoàn toàn có đủ tiền để chúng ta trang trải cho các bác sĩ, các nhân viên y tế ở vùng sâu, vùng xa với mức độ trả lương cao hơn cũng như cái phụ cấp nghề nghiệp cao hơn để làm sao giữ chân các bác sĩ đó ở cơ sở được để mà phục vụ bà con. Cũng có ý kiến cho rằng là không nên phân biệt công tư, bởi vì là làm việc ở đâu thì cũng là cống hiến, cũng là chữa bệnh cho nhân dân, phải không ạ? Vâng, cũng đúng. Tuy nhiên thì rõ ràng hiện nay thì bệnh viện công vẫn là xương sống đảm bảo sự công bằng trong chăm sóc y tế đối với tất cả người dân. Vì vậy rất cần có những giải pháp để giữ chân các bác sĩ,
từ cơ chế tiền lương, phụ cấp cho đến việc cải thiện xây dựng môi trường làm việc thân thiện hơn. Tiếp tục với thông tin đáng chú ý.